kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông báo mới của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp căn cước công dân gắn chip. Bộ Tài chính đề nghị giảm 50% thuế VAT tiêu thụ đặc biệt cho xăng dầu. Phát hiện lô hàng iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng không hóa đơn chứng từ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển xứng đáng với biểu tượng của sự năng động, sáng tạo. Sau đây là những thông tin chi tiết của chương trình. Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến lãnh đạo các sở ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tiếp tục thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc cấp căn cước công dân cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip. Đồng thời thông qua công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức tuyên truyền để công dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi làm căn cước công dân gắn chip. Vừa qua, thông tin phát đi từ Bộ Tài chính cho hay, Bộ này vừa gửi công văn cho các bộ ngành để xin ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng đối với xăng dầu để nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho năm 2022 và kiểm soát lạm phát các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Mức giảm thuế mà Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo thẩm quyền Quốc hội đã giao lên đến 50% mỗi sắc thuế. Đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ông Nguyễn Thái Hiệp mang một vali trước địa chỉ số 303 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh và tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính. Kết quả kiểm tra phát hiện 42 chiếc điện thoại di động iPhone 14 các loại hiệu Apple do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Lô hàng ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ 13 của Đảng và 8 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng và đồng bào Nam Bộ muôn vàn yêu quý, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư gửi gắm. Nhân dịp này, một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào Nam Bộ về những mất mát, thiệt hại to lớn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian tới, với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước và sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành phố cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Để từ đó Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng với biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng. Để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực,
tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, sát hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại. Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố cần tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, phát triển mạnh khoa học công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy phát triển. Thành phố cần củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện, quận, huyện, coi trọng phát triển y tế dự phòng, giải quyết căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Đặc biệt, thành phố phải động viên, chăm lo mọi mặt để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ yên tâm công tác, làm việc, tiếp tục cống hiến, chăm lo phục vụ ngày càng tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần và trách nhiệm cao hơn nữa. Tổng Bí thư yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các bộ ban ngành trung ương và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông, tạo sự kết nối thông suốt để phát huy tối đa các tiềm lực kinh tế của cả vùng và thành phố. Thành phố sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cấp nước thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng. Về các đề xuất, các kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện tốt nhất có thể để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kịp thời có những chính sách, biện pháp khắc phục có hiệu quả. Những gì còn vướng, vượt thẩm quyền thì báo cáo Trung ương, Chính phủ, Quốc hội xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ, trong đó có cơ chế chính sách đặc biệt vượt trội hơn so với nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh hòn ngọc của Viễn Đông, niềm tin yêu và tự hào của cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thật sự là của dân, do dân, vì dân. Thành phố thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ phải rất chú ý nội dung này, đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền, phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm. Cùng với đó là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết trong các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đoàn kết trong ban chấp hành, trong ban thường vụ, thường trực thành ủy. Tổng Bí thư cũng yêu cầu giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xảy ra những điểm nóng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời phải chống các biểu hiện dân túy, dân chủ hình thức, mị dân, theo đuổi quần chúng. Thưa quý vị, báo cáo tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết,
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa kiểm soát dịch bệnh, đưa thành phố trở lại với trạng thái bình thường mới, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo các hoạt động xây dựng Đảng theo nghị quyết đề ra. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Ứng dụng Dương Thanh đạt tới không độ tăng nhiệt cấp bộ anh đúng như tiên dương tiên. Bực đến không độ sao? Hay ứng dụng chỉ vậy sao đi? Căng thẳng mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên giàu BCCC và vitamin C. Sảng khoái tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ứng dụng Dương Thanh đạt tới không độ tăng nhiệt cấp bộ anh đúng như tiên dương tiên. Trong chuyên mục Ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 23 tháng 9 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 3 tháng cao điểm, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, đơn vị đã phát hiện lập biên bản xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.000 trường hợp. Bài viết: Quảng Bình, 3 tháng, cảnh sát giao thông tước hơn 1.000 giấy phép lái xe vi phạm. Sau khi được đăng tải trên fanpage của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như: hoan hô các anh cảnh sát giao thông đã tra quân, nhiều sai phạm lắm. Ngoài ra còn có các bình luận khác như: may quá có các anh ra quân, dẹp loạn quái xế, Quảng Bình đã được yên ổn lại. Hay: nhiều quái xế uống rượu bia rồi chạy xe ẩu kinh khủng. Ngày 23 tháng 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng Long An cho biết vừa tiếp nhận 34 công dân Việt Nam từ phía Campuchia. Bài viết: Long An tiếp nhận 34 công dân từ Campuchia trở về nước, được đăng tải trên plo.vn, đã nhận về nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như: may là gần đây đã giải cứu được rất nhiều người. Rất nhiều người bị lừa sang Cam nhưng vẫn không rút được kinh nghiệm. Mọi người đọc để rút kinh nghiệm, đừng để bị lừa. Hay: bài báo rất hay, cảm ơn báo. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 24 tháng 9 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.